Sáng ngày 29 tháng 5, diễn viên Chi Bảo gây xôn xao dư luận khi bất ngờ viết tâm thư thông báo giải nghệ sau 25 năm hoạt động nghệ thuật. Bài đăng của Chi Bảo mở đầu bằng dòng chữ: "Xin tri ân và tạm biệt. Hôm nay, bằng tất cả lòng biết ơn xin được gửi đến khán giả, các cô chú, anh chị và các bạn đã đồng hành và ủng hộ Chi Bảo trong các vai diễn suốt 25 năm qua. Cho phép Chi Bảo nói lời từ biệt kết thúc với vai trò là một diễn viên, một người nghệ sĩ. Đây có lẽ là một nghề nghiệp mà Bảo may mắn có được trong đời. Ở tận đáy lòng, Chi Bảo thầm cảm ơn vũ trụ đã gieo nhân duyên cho Chi Bảo được khoác lên mình chiếc áo và cuộc sống đầy màu sắc của người nghệ sĩ. Chi Bảo không nhớ đã bao lần rơi những giọt nước mắt hạnh phúc cho từng thân phận đời người qua những thước phim. Chi Bảo cũng gửi lời tri ân các bạn đồng nghiệp và nhắn nhủ: chúng ta đã có những tháng ngày đẹp nhất bên nhau, cùng chia sẻ những vui buồn với các số phận con người. Anh cũng cảm ơn giới báo chí truyền thông, cảm ơn giới hậu cần sản xuất, cảm ơn gia đình và những người thân, cũng như người vợ yêu dấu ủng hộ quyết định này. Kết bài, Chi Bảo viết: xin hẹn gặp lại mọi người ở những chặng đường khác. Bảo luôn cầu chúc cho tất cả được bình an và hạnh phúc trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Những gì chúng ta đã trao nhau sẽ còn lại với thời gian không bao giờ phai. Xin tạm biệt quý vị, diễn viên Chi Bảo, Phạm Gia Chi Bảo. Chi Bảo sinh năm 1973 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Anh nổi tiếng khi tham gia diễn xuất trong các bộ phim như Những đứa con trong thành phố, Đồng tiền xương máu, Người đẹp Tây Đô, vân vân. Chi Bảo từng tốt nghiệp đại học Bách khoa chuyên ngành điện tử trước khi theo học tại lớp đào tạo diễn viên của câu lạc bộ điện ảnh Tân Sơn Nhất và gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, người đã phát hiện tài năng và mời Chi Bảo tham gia một số vở kịch truyền hình. Với vẻ ngoài nam tính và khả năng thể hiện tốt những vai diễn cần sự trải nghiệm có chiều sâu, Chi Bảo là một trong những gương mặt sáng giá của sân khấu lẫn điện ảnh Việt nhiều năm liền. Ngoài vai trò là diễn viên, anh còn là người dẫn chương trình. Thời gian gần đây, Chi Bảo gần như vắng bóng trong làng giải trí để tập trung hỗ trợ công việc kinh doanh của bà xã kém 16 tuổi, doanh nhân Lý Thùy Trang, người sở hữu chuỗi thẩm mỹ viện nổi tiếng Jan Lavender. Cặp đôi đã thông báo với công chúng việc đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng chính thức từ đầu năm 2021. Đây là lần kết hôn thứ ba của Chi Bảo. Chi Bảo còn được biết đến là nhà hoạt động thiện nguyện uy tín. Anh là chủ tịch quỹ Hiểu về trái tim. Một trong những hoạt động nổi bật của quỹ là góp sức với cộng đồng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, đặc biệt là các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Tổ chức này còn tạo nhiều kết nối hiệu quả giữa văn nghệ sĩ, doanh nhân với xã hội, tạo nguồn quỹ để các hoạt động từ thiện ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.